xương.com. Thì hiện tại đây mình đang có một cặp book được một cái chuẩn bị giao về nhà cho khách mới. Đấy, thì nhân tiện cuốn đây thì mình sẽ review cho các bạn về dòng cuốn này, vì những ưu và nhược điểm của dòng cuốn này để các bạn có thể biết và các bạn có thể lựa chọn nô cuốn theo đúng sở thích của mình. Dạ. Chào chơi nhá. Đây. Cũng là một dòng chó nhỏ, thế nên là rất thuận tiện khi mà nuôi ở trong nhà. Nó diện tích nhỏ như là chung cư chẳng hạn. Và bộ này thì là nó được cái nó rất chi là hoạt động tinh nghịch, ai nó cũng thân thiện, rất thích hợp khi mà chơi với trẻ con. Đây. Úc thì thân hình của nó cũng nhỏ, khi mà lớn trưởng thành đến hết cỡ thì nó phải nặng khoảng tầm từ 8 đến 10 kg. Thế là nó cũng không tốn nhiều thức ăn cho lắm. Nhưng mà được cái bộ này thì nó ăn rất chi là tham. Thế nên các bạn phải để ý khi mà nuôi cún ấy thì đừng cho ăn quá nhiều, bởi vì khi mà nó trưởng thành đấy, ăn quá nhiều thì nó cũng sẽ bị béo và gây nhiều bệnh. Và lúc nhỏ ấy, một cún mà ăn nhiều ấy thì nó sẽ khó tiêu và gây đến là rối loạn tiêu hóa, cũng như là nó sẽ bị ỉa. Thế là các bạn để ý nhé, bởi vì cún là phúc này rất là tham ăn đấy. Bột phúc này thì nó có một cái mũi rất chi là ngắn này. Chính vì cái mũi ngắn như thế này ấy, thì là dẫn đến trong việc là nó rất chi là kém thích nghi trong việc là ví dụ như thời tiết quá nóng này, quá lạnh này, hay là thời tiết ẩm cũng sẽ đều ảnh hưởng đến cún. Thế nên các bạn phải chú ý, nếu mà nóng đừng để cún, nếu ở trong miền Nam ấy thì là phải để cún ở nơi mát mẻ, ở miền Bắc thì khi nào mà mùa đông đến ấy thì phải thắp đèn sưởi ở cún, không thì sẽ rất chi là ảnh hưởng đến sức khỏe cún. Về độ thông minh của dòng phúc thì nó không được xếp vào hạng những dòng mà thông minh nhất, nó chỉ mức độ thông minh nó chỉ cũng khá mà thôi. Nhưng mà được cái này rất là thân thiện, nó vui vẻ, nó vui vẻ của mình nữa. Đấy. Nhìn ra con này cũng là sợ, con này cũng còn nhát quá. Chưa dám chơi đấy bạn. Đấy. Con kia đang tinh nghịch chưa kìa. Con này cũng đang run này. Nhà Phúc ngoài việc sở hữu một cái mũi ngắn này thì là mắt của nó cũng rất chi là to. Thế là các bạn để ý nhé, mắt to thì thường sẽ rất hay bị các bệnh về mắt. Thế này các bạn cũng phải chú ý mắt cho chăm sóc mắt cho cún tốt thật tốt. Bột này thì được cái là nó ít sủa và nó cũng ít hú như husky hay là những dòng chó khác. Thế nên việc nuôi trong chung cư là rất chi là hợp lý ấy. Bạn nào mà ngại nó sủa quá thì có thể mua dòng này, rất chi là ít sủa. Được cái là chúng nó cũng hay khí khí thôi, bởi vì mũi nó ngắn. Bắt đằng kia đây. Bắt đằng kia ra trong chơi cùng nhé. Trong này vẫn còn nhát lắm này. Đây. Đây nó sợ mày đấy. Nguồn gốc của Phúc thì là xuất xứ từ Trung Quốc. Bọn này thì có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bến lên nhá. Quay lần toàn thể cho các bạn xem này. Con này lông sáng sáng này, rất đẹp này. Mặt nhăn một lếp này. Phúc thì thường ấy, chỉ cần mặt nhăn một lếp thôi đẹp. Chứ nhăn nhiều quá khi lớn lên thì rất là xấu các bạn nhá. Các bạn để ý cái điểm này là chỉ cần nhăn một lếp thôi. Nhiều con lúc nhỏ nhăn nhiều lếp là lớn lên là rất là xấu ấy. Để lưu ý nhỏ khi các bạn chọn Phúc đẹp đấy. Các bạn lưu ý khi chọn màu Phúc nhé. Phúc chỉ có hai màu cơ bản, đó là màu xám. Xám thì nó có xám vàng như con kia này, rồi xám đậm đậm hơn một chút này, hoặc là xám trắng như này này, chứ không có màu trắng hẳn. Trên mạng thì bán thỉnh thoảng vẫn sẽ có những người bán Phúc trắng ấy, thì Phúc trắng là Phúc bị lỗi. Còn ngoài màu này ra thì nó sẽ còn màu đen nữa. Phúc chỉ có hai màu cơ bản thôi, xám và đen. Xám thì có xám vàng hơn đậm hơn một chút này, và xám nhạt này là xám trắng này.
Facebook thì không hề có màu trắng nữa các bạn nhé. Cũng là thì nó cái đuôi vậy đấy, đuôi nó cong tới này thì nhìn nó mới đẹp này. Xoăn thít này, nhưng con kia kìa đấy đuôi nó xoăn chưa? Nhưng mà nó cũng sợ là lại cục xuôi xuống đấy. Bỏ tí nữa các bạn để ý không? Tí nữa nó phấn nó cứ sợ là đuôi nó cong thít này nhìn chặt rất là đẹp. Nào đây, nào đây, con sợ quá, nhát quá. Đấy, người cong kìa. Mình sợ cái đuôi của cây kìa. Nào đây, chơi bạn này nào. Đấy, bạn này. Chơi.